vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song sai phải khúc xạ phải tán sắc nữa b gồm hai tia sáng màu vàng và màu tràm trong đó khúc góc khúc xạ màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ màu tràm như vậy các em chú ý nhá cái nào lệch nhiều tràm lệch nhiều hơn tràm lệch nhiều hơn vậy góc khúc xạ của tràm sẽ bé hơn Chàm lệch nhiều có nghĩa là góc lệch lớn thì góc khúc xạ bé ở đây nói là góc khúc xạ của màu vàng nhỏ hơn không đúng góc vì vàng lệch ít hơn vàng lệch ít hơn cho nên góc khúc xạ bé góc khúc xạ bé à, góc lệch bé vàng lệch ít hơn nên góc lệch bé góc lệch bé thì góc khúc xạ phải lớn mà ở đây nói là màu vàng là góc khúc xạ à, nhỏ hơn thì sai phải nói là góc khúc xạ lớn hơn mới đúng như vậy b sai c gồm hai tiêu sáng hẹp màu vàng và màu tràm trong đó góc khúc xạ của tiêm màu vàng lớn hơn đúng vậy vàng lệch ít nên góc khúc xạ góc lệch bé góc lệch bé thì góc khúc xạ phải lớn lúc nãy thầy đã nói các em rồi đấy vàng lệch ít hơn có nghĩa là góc lệch bé góc lệch bé thì góc khúc xạ phải lớn như vậy ở đây câu 14 ta chọn c còn phương án d thì không thể đúng được d là chỉ tiêm màu vàng còn tiêm màu tràm là bị phản xạ toàn phần không bao giờ, không gì có chuyện hiện tượng chiếu đi từ chiết suất bé vào chiết suất lớn thì không có phản xạ toàn phần muốn có phản xạ toàn phần là phải đi từ môi trường chiết xuất lớn đến mặt phân cách với môi trường chiết suất bé mới có phản xạ được còn đi từ chiết xuất bé vào chiết xuất lớn thì làm gì có phản xạ toàn phần đấy em chú ý đó như vậy là d